Hello, xin chào quý vị và chào tất cả các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh Hit Kingdom Vlog, kênh chuyên sửa chữa máy cày nhé. Thì hôm nay là Đồng sẽ trả lời cho một số bạn comment hỏi Đồng. Thì Đồng sẽ trả lời cho các bạn sau. Có một số bạn là cũng đã hỏi Đồng rất là nhiều, cho nên là mình trả lời những cái thứ mà quan trọng mà các bạn gặp phải mà không làm được nhé. Thì mình sẽ trả lời cho bạn là Táo Mèo để cho mình hỏi về hộp số máy cày xăng Trung Quốc với vị chạy nhất một bên ở trục quay, lắp bánh bừa vào đi thì bị rung lắc cả hai bánh vào và đi số một chậm hơn bình thường. Thì cái máy cày xăng là mình ở trên này không có, cho nên là mình không trả lời cho các bạn nhé. Mình cái máy cày xăng này mình cũng chưa làm bao giờ. Cũng có rất là nhiều bạn, có một bạn cũng hỏi về cái máy cày xăng này nữa, nhưng mà mình máy cày xăng thì mình ở đây là không có, cho nên là không sửa được nhé. Mình cũng chưa biết là nó hỏng về cái gì cơ, bởi vì trên này là mình ở trên này là một cao này là cần dùng máy cày dầu, cho nên là hộp số của nó thì nó sử dụng mình tháo nhiều thì mình sẽ biết. Còn máy cày xăng thì cái đầu nổ nó thì nó rất là đơn giản, nên mà đầu nổ của nó là ít hỏng nhé các bạn nhé. Máy cày xăng thì cái đầu nổ nó ít hỏng. Thì nói về cái độ bền thì máy cày xăng nó sẽ bền hơn, nhưng mà mình ở trên vùng cao này hầu như là ai cũng cần dùng máy cày dầu, bởi vì máy cày dầu là nó sẽ tiết kiệm dầu nhân liệu nhiều hơn đấy. Sau đó mình sẽ trả lời cho một số bạn nữa là đây, bạn Gia Dũng Triệu này cũng hỏi về sao anh không làm một clip máy xăng nhỉ. Đấy, thì các bạn rất là thông cảm, máy xăng thì mình ở trên này là có, cho nên là chưa sửa bao giờ. Thì sửa thì cũng đơn giản thôi, nếu mà mình sửa thì vẫn sửa được, nhưng mà trên hầu như là trên này cũng có đồ sửa đấy. Thì mình trả lời anh ơi, tại sao kim phun không hoạt động là bị làm sao thế anh? Thì mình sẽ trả lời luôn cho Cường Rubita này nhé. Kim phun nếu mà không hoạt động thì bạn có thể kiểm tra cái tổng bơm dầu xem là nó có bị phun dầu lên không. Có lúc là nó chết cái tổng bơm dầu đấy, có lúc là chết cái phun, cho nên là bạn phải thử thì cái phun cái tổng bơm xem là dầu nó có lên tốt không, nó có phun mạnh không. Nếu mà không mạnh thì cái kim phun đấy là nó sẽ không phun được đâu nhá. Thì bạn có thể nếu mà kim phun đã hỏng thì tốt nhất là thay mới đi. Đấy, còn nếu mà bạn biết cách tháo ra rửa thì vẫn được, nhưng mà cũng không bao giờ được như mới. Cho nên nếu như bị cung phun thì bạn có thể lấy cái khắc lắp vào xem nó có phun không. Nếu mà cung phun là nó chết tổng bơm dầu nhé. Đấy, bạn có thể đi mượn một cái nào ấy lắp vào xem nó có phun không. Đấy, cách kiểm tra của bạn là bạn phải làm như thế mới biết được. Bởi vì có lúc nó chết tổng bơm cao áp thì nó cũng bị như thế nhá, nó không phun đâu. Cho nên là bạn phải thử cái tổng bơm cao áp xem là nó có phun dầu mạnh hay không. Nếu mà phun mạnh thì bạn lắp tổng kim phun vào nó sẽ phun đấy. Còn không là bạn có thể lắp mượn cái kim phun của máy khác ấy, bạn lắp vào xem là xe nó có lên không. Nếu mà không lên là do 100% mà nó chết tổng bơm cao áp nhé. Đấy, bạn cứ làm như thế là được. Mình kiểm tra. À, mình lại trả lời cho bạn là cừ hoa canh đi sẽ này thì thôi. Thế nên là bạn cho mình hỏi tí, côn không cắt thì xử lý như thế nào? Côn không cắt thì xử lý thế nào nhá? Đây là Tuân Phùng nhá. Bạn mình sẽ trả lời cho bạn là bạn cũng đã comment hỏi mình, bảo là bạn cho mình hỏi tí côn không cắt thì xử lý thế nào. Nếu như côn nó không cắt đấy thì bạn
xem là nó có cái ốc trục ở ngay đằng sau. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh. Là do cái ốc ở đằng sau ấy nó bị lỏng. Nó là tuột ra, cho nên khi mình bóc côn là nó vẫn đi bình thường. Thì cái đấy là mình cũng có một cái clip chia sẻ video cho các bạn đấy. Nếu như các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể đi vào xem lại clip. Mình cũng đã có một video, đăng 7 video ở trong đấy rồi. Thì mình sẽ chia sẻ cho bạn xem cái ảnh. Nó là do cái ốc ở đằng sau nó bị tuột ra, cho nên là cái bắc côn nó bị lùi ra mình đập trước quá. Cho nên là khi mình bắc côn hoặc mình tăng kích cỡ nó không các côn cả. Đấy, thì bạn xem nếu mà cái ốc đằng sau nó không bị tuột ra thì là nó sẽ là bị côn nhé. Tháo ra côn xem phát là biết ngay. Máy dầu thì nó đơn giản thôi. Nếu mà không cắt côn bạn xem cái trục người đằng sau ấy, cái trục trục số ấy đất thẳng thì máy từ đầu nổ sang ấy. Đấy, cái trục đấy là nó có cả trục, nó có cả côn và số ở đấy luôn. Đấy, thì bạn có thể xem luôn ở cái trục số đằng sau ấy, xem là cái ốc đấy có bị tuột ra không. Nếu như cái ốc ở bên cạnh đằng sau đấy nó bị tuột ra thì nó không cắt côn nữa nhé. Đấy, nó không bao giờ cắt côn, kể cả bạn bóc hết sạch nhưng mà nó vẫn đi bình thường. Với lại bạn có thể có lúc bạn chỉnh nó cũng không bao giờ được nhé, không bao giờ chỉnh, kể cả chỉnh hết cớ nó cũng không cắt được, bởi vì nó bị tuột ra đằng trước quá ấy. Nó tuột ra đằng trước thì khi mình bóc côn này là nó tụt hẳn ra kia là nó sẽ không bao giờ cắt côn. Cho bạn xem lại cái ốc đằng sau thì mình sẽ đấy, nó có một cái ốc ở ngay từ cái trục vào, từ trục trục máy nổ vào ấy, từ đầu nổ sang là nó có một cái ốc to mà dùng tay vặn xem là nó có bị lỏng không. Đấy, bạn vặn chặt vào. Nếu mà khi nào bạn chặt, đừng có chặt quá nhé. Nếu mà quá chặt thì nó sẽ không quay được. Đấy, bạn vặn cho nó vừa thôi, vừa tay thôi. Khi nào cảm thấy dùng hơi chặt một tí là được. Nhưng mà chặt quá thì là ép cái bi là nó sẽ không quay được nhé. Kể cả quay thì nó sẽ hỏng bi. Cho nên là các bạn lắp vào thì cứ cho nó vừa thôi, xem là trục của nó. Bạn tháo ra ấy, lắp rơi đi rơi về xem là cái trục nó có bị lỏng như thế không. Nếu mà lỏng nó chắc chắn là nó sẽ bị không cắt côn. Đấy, thì có thể tháo ra. Mình có thể tháo ra xem là tháo ngay cái nắp đằng sau ấy, xem là nó như thế nào, nó có bị lỏng ra thì bạn vặn vào là nó sẽ cắt côn luôn. Còn nếu mà bạn đã vặn, các bạn nó đã vặn xong rồi mà cũng như thế thì tháo ra côn xem là côn nó như thế nào. Thì mình cũng đã chia sẻ nhiều video ở trong đấy là sửa về côn đấy, cho nên là các bạn có thể xem lại. Còn các bạn cứ comment không thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Thì các bạn vào nhớ cho Đồng một đăng ký kênh và ấn like để ủng hộ Đồng nhé. Sau đây mình sẽ trả lời cho một số bạn nữa. Thì có một số bạn hỏi cũng rất là khá lâu rồi, mình cũng chưa có thời gian để mà làm cái video để mà trả lời cho các bạn, cho nên là cũng mong các bạn rất là thông cảm cho Đồng. Đồng sẽ các bạn cứ comment đi ạ, comment xong là Đồng sẽ trả lời cho các bạn. Để xem trong này là có một số bạn hỏi là cũng khá lâu rồi, cho nên là Đồng sẽ không trả lời lại nữa. Thì bây giờ mới thì bắt đầu vào đầu năm rồi, và đầu đã hết năm rồi, sang đầu năm mới là bắt đầu sử dụng máy cày là rất là nhiều nhé. Thì sẽ có rất là nhiều bạn sẽ gặp những cái trường hợp máy cày rất là bị hỏng nhiều. Thì các bạn muốn hỏi về cái gì thì các bạn cứ comment ở trong điện thoại ở phần cuối video, các bạn cứ để lại bình luận ở đấy thì mình xem, mình sẽ có thời gian để làm clip chia sẻ cho các bạn để các bạn dễ hiểu hơn. Đấy, thì sau đây mình sẽ xin dừng video tại đây. Thì các bạn nhớ thả cho Đồng một like và các bạn cứ comment thoải mái đấy, comment cho Đồng để Đồng sẽ trả lời cho các bạn. Đấy, thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhé. Bye bye.